Ngọn núi cao ngất hùng vĩ này có tên Ziri, nhìn từ xa thì đẹp đến nao lòng, nhưng nó lại chất chứa nhiều điều bí ẩn. Có nhiều vụ án mạng xảy ra trên núi, mà thủ phạm thì luôn là ẩn số. Khi màn đêm buông xuống, là lúc mẹ thiên nhiên tức giận, mưa bão kéo tới không kịp trở tay, cản trở đội kiểm lâm làm công việc cứu nạn. Dù gặp nguy hiểm là thế nhưng họ vẫn bất chấp tất cả, leo lên từng ngóc ngách để tìm kiếm người mất tích. Đội kiểm lâm sẽ còn phải đương đầu với những thử thách nào? Liệu có ai phải hy sinh khi làm nhiệm vụ? Hãy cùng X-Series theo dõi bộ phim hôm nay nhé! Mọi chuyện diễn ra từ trạm kiểm lâm ở gần núi Ziri. Vào năm 2018, anh kiểm lâm mới toanh tên Hyun do tới trạm nhận việc, mới giới thiệu được cái tên. Nam chính lập tức bị kéo đi thực chiến cứu nạn ngay lập tức. Ngay sau đó anh đã gặp được nữ chính. Cô ấy tên Ji Kang, là nữ ma đầu của đội kiểm lâm. Bằng kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến, cô nhanh chóng giải cứu cho cậu cấp dưới đang bị treo ngược vì đá rơi vào đầu khi đang làm nhiệm vụ. Hyun do ấn tượng sâu sắc bởi kỹ năng nghiệp vụ của cô, đúng là không thể xem thường phụ nữ. Cô không chỉ là cấp trên của nam chính, mà còn có nhiệm vụ hướng dẫn anh làm quen với công việc. Nhìn chàng trai trước mặt, cô nói ngắn gọn, luôn đi theo sau, tập trung tối đa. Nhiệm vụ của họ giờ đây là phải tìm kiếm cậu bé 14 tuổi mất tích. Ji Kang nói với anh sẽ đi tìm các địa điểm có thể khiến người ta tự tử, khiến nam chính ngạc nhiên. Nữ ma đầu nhìn nam chính kiểu đúng là tấm chiếu mới. Cô giải thích rằng, người mà họ đang tìm là một cậu nhóc có hoàn cảnh phức tạp, bị trầm cảm, cô lập giờ lại sống với bà nội, tự nhiên mò lên núi nguy hiểm, khiến người khác auto nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Nhưng có vẻ như phán đoán của Ji Kang sai lầm. Khi cô với nam chính lục tung những nơi có thể tìm, không hề thấy một sinh vật nào chứ đừng nói là con người. Cơn bão ập tới như đúng dự đoán, mưa không ngừng rơi xối xả khắp núi. Leo núi vào thời điểm này không khác gì đi vào chỗ chết, nhưng vì để cứu một sinh mạng đang cần họ giúp đỡ, mà đã liều mình bước tiếp. Ji Kang còn tính đi tới khu vực sét đánh, khiến nam chính thêm một lần kinh hãi. Cô bảo rằng đi qua chỗ đó là có đường tắt, tiết kiệm thời gian hơn nhiều, cứ thế cả hai đi sang chỗ hiểm nguy. Mặc cho bão to tưởng muốn nuốt chửng mọi thứ. Rất may, Hyun Jo đã nhặt được ba lô của cậu bé mất tích, trong đó có một bức ảnh gia đình chụp ở dãy núi Ziri. Suy ra thằng bé chắc chắn ở trên ngọn núi này. Tiếp đó là một quyển nhật ký ghi lại hoạt động trong ngày. Cậu nhóc đang rơi vào khủng hoảng tinh thần vì thành tích học tập không tốt. Liệu đó có phải là nguyên nhân khiến cậu muốn lên núi tự sát? Thực ra cậu bé này chỉ muốn lên vách đá sồi nơi có nhiều cây hoa, chụp ảnh lại để gửi cho bà, nhưng không may lạc đường rồi gặp thời tiết xấu, điện thoại hết pin, không thể cầu cứu, cuối cùng là mắc kẹt trên núi. Hyun Jo nói với nữ chính hay là đi tới dốc đá cây sồi xem sao, trẻ con thường sẽ tới tìm những chỗ có cây to lớn để tránh mưa. Ji Kang hồi đầu cũng không mấy thuyết phục, nhưng rồi phải đầu hàng trước ánh mắt quả quyết của nam chính. Cả hai nhanh chóng đi tới dốc đá mà Hyun Jo đề cập, kết quả tìm được một cậu bé người bê bết máu, nạn nhân chính thức được giải cứu. Đội cứu nạn nhận được tin báo thì phi với tốc độ bàn thờ lên núi, vác cậu nhóc xuống xe cứu thương. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Hyun Jo cùng với nữ chính tiếp tục tham gia huấn luyện. Trong lúc tạm nghỉ, họ gặp được hai người đàn ông đang tác nghiệp chụp ảnh. Họ là những nhà nghiên cứu lịch sử. Người đàn ông mang theo máy ảnh nói với nam chính rằng ngọn núi Ziri này có nhiều điều kỳ bí, khoa học không thể giải thích được. Hyun Jo trong lòng cũng đồng tình với anh ta. Vào cái đêm giải cứu nạn nhân, trong đầu anh đã xuất hiện hình ảnh dốc đá đen có cây sồi, đó chính là nơi cậu bé sẽ đến, nên đã thuyết phục Ji Kang tới tìm kiếm. Nam chính có năng lực ngoại cảm, anh có thể nhìn thấy được ai sẽ chết ở ngọn núi Ziri. Bí mật này anh chưa chia sẻ với ai hết, mà có nói ra cũng chả có ai tin. 2 năm sau, tức năm 2020, đội kiểm lâm không còn giống như trước. Những thành viên cũ ngoại trừ anh Mái Bằng và đội trưởng là gương mặt thân quen, còn lại đều là người mới. Từ ngoài một cô gái ngồi xe lăn đi vào, đó chính là Ji Kang. Một năm trước, khi trên đường làm nhiệm vụ với Hyun Jo, gặp phải một trận tuyết lớn, cả hai đều gặp nạn. Nam chính thì hôn mê chưa hồi phục vẫn nằm ở bệnh viện, còn Ji Kang phải chịu cảnh làm bạn với xe lăn. Đồng nghiệp cũ không hoan nghênh khi nhìn thấy cô, xem ra tai nạn năm đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới toàn đội. Nữ chính xin đội trưởng phục chức cho mình, để có thể điều tra những vụ mất tích. Vụ án mới nhất là tìm xác của một người đàn ông đã mất tích hơn một tháng nay. Cô nhìn đống hồ sơ trước mặt, phán luôn xác nạn nhân đang ở thung lũng có tên Jiseok. Ông đội trưởng mặt bán tín bán nghi, có ảo quá không? Cô ta chỉ mới quay trở lại một ngày mà đã biết được vị trí của cái xác, liền cử anh Mái Bằng và cô nhân viên mới tóc xoăn đi tìm. Thật bất ngờ, họ đã tìm được nạn nhân nằm tại thung lũng nữ chính nhắc qua. Mọi người trong đội không ngừng đặt câu hỏi cho Ji Kang. Họ không tin cô mới trở lại, mà có thể xác định vị trí chuẩn tới từng mm tới vậy. Nữ chính thở dài, cô zoom ảnh nạn nhân trong iPad lên. Khu vực xung quanh có các ký hiệu dẫn đường bằng thanh củi, dường như có ai đó cố tình gửi tín hiệu cho đội kiểm lâm để có thể tìm được nạn nhân nhanh chóng. Nhưng điều đặc biệt đây là những ký hiệu chỉ có cô và nam chính biết thôi. Cả phòng chìm vào im lặng, có quá nhiều bí ẩn không thể giải thích nổi. Đến bây giờ vẫn không ai biết được lý do tai nạn của nam chính và Ji Kang. Tất cả những gì cô nhớ là đầu Hyun Jo đập vào đá, còn cô thì được đội cứu hộ khiêng đi trên cán. Quay trở lại vào 2018, Hyun Jo chuẩn bị đồ để đi leo núi Ziri. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh muốn dạo chơi khám phá. Ai ngờ ngay khi leo lên đỉnh, anh lại nhìn thấy viễn cảnh một bàn tay rớm máu cùng với những dây nơ vàng ký hiệu.
Như vậy là có ai đó đã chết trên ngọn núi này sao? Vội gọi cho nữ ma đầu để hỏi ý nghĩa của loại duy băng. Di Cang đang nấu ăn cho đội ở nhà, thấy cấp dưới gọi thì trả lời nhanh chóng. Loại dây nơ vàng thường được dùng bởi những người leo núi trái phép để lại tín hiệu. Nam chính hỏi cô có chỗ nào mà có nhiều sương mù không? Di Cang nói những nơi kiểu vậy thì có khả năng là khu vực cấm. Hyun do dựa trên thông tin nữ chính cung cấp, cứ thế đi về hướng có nơi sương mù. Trên đường đi anh gặp một thanh niên đội mũ đen, nhìn rất đáng nghi, ngay lập tức tra hỏi anh ta là ai. Người đó nói đi tìm di cốt của cha mình. Nam chính sực nhớ về tiên đoán của mình ban sáng, chạy về chỗ làm tìm hiểu thì biết được có một vụ án mất tích. Ông ta họ Hâm, một con nợ chính hiệu. Có nguồn tin cho rằng ông ta đã đi lên núi nhưng không có camera ghi lại. Phía bên cảnh sát hay đội kiểm lâm đã điều tra nhưng kết quả không khả quan. Hyun do hỏi nữ chính liệu có thể điều tra lại vụ này được không? Biết đâu người thân của nạn nhân vẫn hy vọng tìm được xác để cúng bái bố cho tử tế. Với kinh nghiệm nhiều năm, Di Cang nói rằng có khả năng nạn nhân đã đi vào đường cấm nên việc tìm xác khó khăn hơn. Cô còn nhắc nhở nam chính tuyệt đối không đi vào những nơi không phận sự. Hyun do quyết định nói với cô là anh có khả năng tiên đoán được nạn nhân mất tích. Vụ án lần trước cũng là do anh đi theo linh cảm mà tìm được người. Đáng tiếc Di Cang là người vô cùng thực tế. Cô không tin vào sức mạnh siêu nhiên hay ngoại cảm. Sáng hôm sau nam chính gặp lại tên đội mũ. Anh ta cầu xin được đi cùng vì muốn được thấy xác bố. Đóng tiền phạt cũng chịu luôn. Sẵn tính thương người nên nam chính đồng ý cho đi cùng. Anh không biết rằng đây là một tên lừa đảo. Hắn đi tìm xác ông Hồng vì trước khi rơi xuống núi, ông có ôm theo một bọc tiền. Về phía nữ ma đầu Di Cang, cô đi tìm hiểu về gia đình ông Hồng, xem con của nạn nhân có thực sự muốn tìm lại xác bố. Nhân viên trực ở đó nói ông ta chỉ có một cô con gái. Ở trên núi Hyun do nói với tên kia hãy chia thành hai hướng để tìm. Anh sẽ đi về phía thung lũng Mujin. Anh còn cố tình hỏi gã có nhớ màu sắc quần áo nạn nhân mặc. Gã lừa đảo trả lời rất nhanh vì vào thời điểm ông Hồng chết hắn cũng có mặt ở đó. Nam chính thấy có gì bất ổn nên tìm cách kéo dài thời gian. Anh đánh lạc hướng sự chú ý của gã áo đen, để hắn đi lòng vòng mà không tìm thấy gì. Một lúc sau, cả hai gặp lại. Hắn cáu kỉnh nói có phải anh cố tình lừa tôi không? Hyun do không ngại ngần thừa nhận, rồi rút cái ví có tên của hắn ra. Anh đã biết hắn không phải là con trai của nạn nhân. Thấy mình bị vạch mặt, gã lừa đảo rút dao đe dọa nam chính phải đưa GPS cho hắn. Cả hai lao vào tần nhau nhưng Hyun do không may bị ăn một dao. Rồi hắn nhanh chóng lấy GPS và rời đi. Nam chính dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng bước đi trong đêm. Anh để lại những ký hiệu đặc biệt giúp nữ chính có thể tìm thấy. Về phần nữ chính, cô đã tìm gặp con gái của ông Hồng, biết được rằng ông ta làm nghề khai thác cây trái phép. Con gái biết hành vi của bố mình là không đúng, nhưng phận làm con không thể không bảo vệ bố. Vào thời điểm vụ mất tích xảy ra, cô đã giấu việc bố đi lên núi Jiri vì ông đã dặn dò không được nói cho ai. Cô con gái đức nở hối hận nói, nếu nói thật có khi giờ đã thấy được xác cha. Di Cang nghe xong mà thấy có chút xót xa, biết được chân tướng sự việc, lo sợ nam chính gặp hiểm nguy. Cô lập tức lên núi để tóm tên lừa đảo. Tên khốn đó nghĩ rằng mình sẽ tìm được tiền và chuồn êm, nhưng nào có chuyện dễ thế. Trong lúc hắn dùng đèn pin mò mẫm lối ra đã bị nữ chính cùng anh em trong đội kiểm lâm bắt được. Di Cang dựa theo các dấu hiệu nam chính để lại nên nhanh chóng tìm thấy và đưa anh vào bệnh viện và giúp anh làm nốt việc còn dang dở. Cô dựa trên những thông tin mà cô con gái để lại rồi tìm kỹ trên bản đồ, có một khu vực có tên núi Hu Sung, tập trung tìm kiếm ở đó. Và cô đã thấy được một xác chết với bộ quần áo nhào nát. Cô con gái thấy được xác bố thì gào khóc thảm thương. Di vật ông để lại chính là một chiếc ba lô, trong đó là toàn bộ số tiền ông vất vả kiếm được. Trở lại với hiện tại năm 2020, Di Cang tiếp tục điều tra xem ai là người bí ẩn gửi những ký hiệu cho cô. Trong lúc đi tìm hồ sơ theo yêu cầu, cô tìm thấy một chiếc túi chứa đầy duy băng vàng còn dính máu. Ở trên núi cô nàng tóc xoăn đang chụp ảnh, nhìn lên phía trước thì thấy phủ đầy sương mù. Với bản tính tò mò, cô gái trẻ bước tới và nhìn thấy một chiếc áo choàng đẫm máu. Một cảm giác rờn rợn bao quanh cô, tiếng gió thổi cùng với lời thì thầm của ai đó vang khắp khu rừng. Đang tập trung nghe ngóng thì cô bị cấp trên gọi về, ôm máy ảnh chạy nhanh về đơn vị. Cô lập tức kể chuyện kỳ dị này cho Di Cang, khiến nữ chính trầm ngâm một lúc lâu. Núi Jiri từ trước tới giờ luôn có vô số truyền thuyết về ma quỷ, lại có rất nhiều ngôi mộ không tên ở đây. Ai sợ ma thì hay lập lễ cúng bái trừ tà. Người điếc không sợ súng thì sẽ dửng dưng cho rằng đó chỉ là chuyện mê tín. Đêm đến một bóng ma xuất hiện, và đó chính là Hyun Jo, nam chính đang nằm hôn mê tại bệnh viện. Linh hồn của anh giờ đây đang vất vưởng ở núi Jiri. Chính anh là người để lại ký hiệu giúp nữ chính và đội kiểm lâm dễ dàng tìm kiếm được người gặp nạn. Quay ngược lại về năm 2018, khi nam nữ chính đều khỏe mạnh phơi phới sắc xuân, sau một lần cứu nạn thành công, đội kiểm lâm tổ chức tiệc ăn mừng. Dựa vào lời ra, nữ chính thú nhận quá khứ học hành bết bát và cả nỗi sợ rừng núi lúc nhỏ. Hyun Jo nghe xong mà bật cười, không ngờ nữ ma đầu lại có lúc đáng yêu như vậy, khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc mọi khi. Ngày hôm sau họ nhận nhiệm vụ mới, cứu nạn một bà cụ 70 tuổi. Bà lão này thường hay lên núi để cúng tế cho mẹ mình. Ngay khi nhận được tin sẽ lên núi Bác Đu tìm người, Hyun Jo lập tức nhìn thấy viễn cảnh nạn nhân bị sát hại. Trong lúc tìm kiếm anh gặp lại người quen cũ, một nhóm sĩ quan xuất hiện. Từ đây quá khứ của nam chính được hé lộ. Hyun Jo từng là đại úy trong quân đội,
nhưng do chứng kiến cảnh đồng đội chết ngay trước mặt mình, nên anh đã rút ra khỏi ngành. Sẵn đây anh cũng hỏi các đồng đội cũ trên đường hành quân có thấy một bà cụ không. Một binh sĩ họ An báo cáo lại lúc đi lấy nước, thì nhìn thấy có người leo núi đang lục lọi một chiếc ba lô màu hồng. Nữ chính vừa nghe xong, thì lập tức kêu nam chính chạy tới khu vực được chỉ trên bản đồ. Cả hai đi đường tắt lao như bay tới chỗ nạn nhân. Họ tìm được chiếc ba lô bên trong chứa một túi nấm độc, nếu ăn vào có thể gây ảo giác, nôn mửa, thậm chí là bị ngộ độc chết. Đi thêm một đoạn thì họ thấy bà cụ nằm ở bờ suối, nhưng đáng tiếc bà đã qua đời. Trước khi chết, bà già đáng thương còn nhìn thấy ảo ảnh gia đình bị bắn chết tàn nhẫn. Vào giây phút cuối cùng, bà nhìn thấy mẹ giang tay ra mỉm cười, như một sự đoàn tụ sau bao năm âm dương cách biệt. Di Giang chứng kiến bà cụ già qua đời, nên cảm thấy vô cùng xót thương, bản thân cô mất bố mẹ từ nhỏ. Họ chết ở thung lũng Đô Huôn, chính cô phải lên núi tìm xác. Thấy đàn chị thất thần, Hyun Do chạy tới trấn an cô. Anh kể nữ chính nghe lý do rời khỏi quân đội. Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu nhóc cấp dưới của anh đã tử nạn mà không rõ nguyên nhân. Còn anh thì không may trượt chân nên bị đập đầu bất tỉnh. Từ lúc chuyện đó xảy ra, nam chính luôn nhìn thấy cảnh người chết trên núi Jiri. Mới đầu anh tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng sau khi quay trở lại đây, anh biết rằng những viễn cảnh mà mình thấy là sự thật. Mục đích làm kiểm lâm của nam chính đó là muốn tìm hiểu nguyên do thực sự đằng sau những cái chết bí ẩn xảy ra. Di Căng lặng thinh nghe mà không nói được gì. Trước giờ cô luôn là người không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể giữ vững lập trường như trước. Đang ngồi tâm sự thì nam chính nhận được một cuộc điện thoại của nhóm sĩ quan, nói rằng cậu binh sĩ, người phát hiện ra ba lô của bà cụ kia đã mất tích. Cả đội nháo nhào đi tìm. Trên đường đi thì phát hiện có vết nôn. Nam chính lập tức hành động, anh không thể để chuyện cũ lặp lại một lần nữa. Nghĩ tới việc một đồng đội trẻ phải bỏ mạng oan ức tại nơi núi rừng sâu thẳm khiến anh không cam lòng. Cả đội chia thành nhiều ngả đi tìm cậu binh sĩ. Trên đường đi thì phát hiện có vết nôn, dò theo dấu vết thì thấy cậu binh sĩ đang nằm bất vượng với tình trạng bị ngộ độc, hơi thở yếu ớt. Rất may cậu ta được trực thăng đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Sáng hôm sau, khi tới thăm cậu binh nhất, nam chính hỏi rằng vì sao bị ngộ độc. Cậu ta ấp úng nói rằng do nguồn nước không sạch sẽ. Hyun Do biết đó là nói dối. Thực chất cậu trai này đã được một kẻ lạ mặt cho sữa chua. Nam chính tìm gặp Di Kang để nói cho cô biết chuyện này. Anh cho rằng không chỉ binh sĩ kia bị đầu độc, mà còn có một người khác bị truy đuổi trong núi và cũng bị ngộ độc bởi hộp sữa chua. Nữ chính thấy bối rối vô cùng. Lần này cô không phủ nhận suy luận của cấp dưới nữa, nhưng giả thiết giết người bằng sữa chua nó cứ kỳ cục sao ý. Hyun Do mỉm cười kiên nhẫn. Dần dần anh sẽ chứng minh cho cô thấy mọi thứ anh nói là có cơ sở. Nam chính tin rằng chắc chắn là có một kẻ giấu mặt nào đó âm thầm ra tay sát hại đồng đội và những người dân vô tội khác, vượn vào những lời đồn đại ma quỷ trên núi nên dễ dàng ra tay gây án. Trở lại với hiện tại 2020, Di Kang điên cuồng lục đống hồ sơ trong văn phòng và biết được những vụ án tai nạn chết chóc xảy ra hàng loạt đều trùng vào ngày kiểm lâm trường nghỉ làm. Bỗng nhiên tiếng cửa đập mạnh liên tục khiến nữ chính có chút sợ hãi. Cô thủ sẵn một chiếc gậy rồi ra mở cửa, thì thấy cô nhóc tóc xoăn đang hớt hải chạy vào, rồi nhanh chóng cho nữ chính xem đoạn phim mà cô chụp được. Một hiện tượng siêu nhiên xảy ra khi gió nổi từng cơn, đặc biệt là có những ký hiệu bằng gỗ báo hiệu có người gặp nguy hiểm. Di Kang biết ngay là có biến nên vội gọi đội cứu hộ tới giải cứu. Quả thực đã có người gặp nạn, người đàn ông bị ngộ độc bởi sữa chua. Nữ chính nghe xong thì lại nhớ tới vụ án cấp dưới của Hyun Do và bà cụ cách đây vài năm trước, không lẽ hung thủ lại cùng một người. Sau khi tỉnh lại, người đàn ông đó khai mình đã gặp ma trên núi. Không những thế, con ma này còn mặc áo kiểm lâm dính máu. Nữ chính thấy vậy vội đưa bức ảnh của Hyun Do ra để đối chiếu. Người đàn ông kích động liên tục nói rằng nam chính chính là con ma mà anh ta gặp. Di Kang gọi điện cho y tá bệnh viện nơi nam chính đang điều trị. Tình trạng của anh vẫn ổn định, không có biểu hiện xấu. Nữ chính thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn không dám tin nam chính giờ đã biến thành một hồn ma trên núi. Chuyện này hoang đường, không có cách nào lý giải được. Du hành thời gian về năm 2018, Di Kang được xếp giao cho một vụ án mới, truy tìm con chăn quý hiếm bị mất tích. Vì núi Jiri nằm trong vườn quốc gia nên có rất nhiều loài thú quý hiếm, đặc biệt là da chăn đắt ngang ngửa mặt gấu. Cô cho rằng có kẻ buôn lậu đã ăn trộm chăn, nên cùng với nam chính đi tới một quán đông trùng hạ thảo, giả vờ là một cặp vợ chồng hiếm muộn. Di Kang dò hỏi ông chủ, quán ông có bán rắn không? Chồng tôi bị bất lực khiến nam chính giận tím mặt mà không ho he được tiếng nào. Không hổ là nữ kiểm lâm hàng đầu, cặp vợ chồng đó là những kẻ trộm rắn bất hợp pháp. Di Kang dò theo địa chỉ lấy được, người đàn ông có dâu kia đã bắt trộm hàng chục con rắn để kiếm tiền. Vụ trộm rắn vừa được giải quyết xong xuôi thì bất ngờ tai họa lại ập tới. Người buôn rắn bất hợp pháp kia đã bị bom nổ thiệt mạng trong lúc lên rừng săn bắt trái phép. Đúng lúc nam nữ chính đang đi tuần trong khu vực đó nên đã nhanh chóng phát hiện ra nạn nhân. Người vợ gào khóc cho rằng chính Di Kang và nam chính là hung thủ, bắt phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chồng cô ta. Báo chí đưa tin ầm ĩ khiến vườn quốc gia chịu tai tiếng. Áp lực bủa vây khiến giám đốc kiểm lâm phải từ chức trong ngày đưa tang nạn nhân. Hyun Do nói với nữ chính anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Kẻ tình nghi có 5 vết sẹo trên bàn tay, hình ảnh đó xuất hiện trong giấc mơ của anh vào mỗi đêm. Nam chính đi tìm tiến sĩ tóc vàng,
để tìm hiểu về bom khoai tây, loại bom khiến thanh niên buôn rắn kia mất mạng. Đó là bom mà những tên trộm vào năm 60 của thế kỷ trước hay dùng. Sau này dân làng cũng bắt chước chế tạo lại theo, nhưng chỗ bom đó đã bị tịch thu bởi chính quyền hết rồi. Cô tóc vàng cho nam chính địa chỉ của một ông già từng làm công việc ở chỗ thu hồi những vật nguy hiểm. Tới nhà ông lão, Hyun Jo phát hiện ông ta tàng trữ rất nhiều các loại bom. Ông nói rằng chỉ là sưu tầm lại thôi chứ không hề dùng với mục đích bất chính. Cháu gái ông còn làm việc cho vườn quốc gia nữa nên tuyệt đối sẽ không làm gì xấu. Nam chính nhìn thấy bức tranh gia đình của ông lão, có chàng trai trẻ đội mũ. Tình cờ trên mu bàn tay cậu ta có những vết sẹo như thú hoang cào. Anh ta đang ở trong buổi tuyên truyền phòng tránh nguy hiểm, nơi Di Cang cùng nhóm kiểm lâm tổ chức cho người dân. Nữ chính nhìn thấy bàn tay sẹo của cậu trai đội mũ đen thì lập tức bật mốt cảnh giác, vì Hyun Jo nói với cô kẻ tình nghi mà anh nhìn thấy trong mơ là người có sẹo trên tay. Kết thúc buổi tuyên truyền, nữ chính tới gặp thanh niên tay sẹo. Cậu ta với nữ chính sống cùng làng nhưng không thân. Từ nhỏ tới lớn đã sống trên núi nên đường đi nước bước khu vực này cậu ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô hỏi vì sao tay bị sẹo thì nhận được câu trả lời rằng bị mấy con lửng cào ý mà. Đúng lúc này cô nhận được điện thoại của nam chính. Anh nói rằng nhà ông lão anh đang thám thính dò hỏi. Bom khoai tây đã biến mất, cậu mũ đen kia là cháu họ hàng với ông già nên khả năng thủ phạm chính là cậu ta. Di Cang nói với anh chưa đủ bằng chứng để kết tội, cũng không có camera ghi lại hình ảnh. Cô nghĩ nên gọi cho Giang Sun, cô ấy là cháu gái của ông Giang. Thay vì đoán già đoán non hỏi trực tiếp người liên quan sẽ tốt hơn, Hyun Jo gọi cô ta từ chiều nhưng không bắt máy. Cho là có chuyện chẳng lành, nam nữ chính xách ba lô lên núi và tìm người. Lần này anh Mai Bằng cũng đi cùng vì cô Giang là cớ giúp của anh ta. Chả mấy chốc đã tìm được người, nhưng cô tóc ngắn đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Cô ngồi cạnh một trái bom khoai tây được nhét trong lồng rắn, mặt cắt không còn giọt máu. Bộ ba kiểm lâm nói cô hãy bình tĩnh để họ giải quyết. Anh Mai Bằng sốt sắng lo cho người thương. Lúc này Di Cang chủ động tiến lên gỡ bom. Bằng kinh nghiệm của mình, cô nhẹ nhàng mang quả bom ra ngoài an toàn. Cô gái khóc lóc kể nhìn thấy ông mình cầm mấy quả bom khoai tây, chưa kể dạo gần đây dáng vẻ thì lén lút, sợ ông làm chuyện khuất tất nên đi lên núi kiểm tra. Cuối cùng lại thấy lồng rắn quen thuộc của nhà mình. Hyun Jo tin chắc ông già không phải là hung thủ, vì trên tay ông không có vết sẹo. Anh quyết định tới tìm thanh niên đáng nghi đội mũ. Vừa nhìn thấy nam chính, cậu ta đã chột dạ lo lắng. Không lòng vòng, Hyun Jo nói thẳng việc cậu ta tham gia vào mấy vụ đầu độc giết người gần đây. Sữa chua và bom khoai tây là hung khí được sử dụng, kẻ phạm tội thì đời nào nhận tội. Cậu ta sợ hãi rồi lập tức đóng cửa. Sáng hôm sau, ông lão bị công an mời lên điều tra. Do có người tố cáo ông sử dụng bom trái phép, Hyun Jo cùng với nữ chính sau khi biết được thanh niên có sẹo ở tay chính là người đưa sữa chua cho binh Nhất An, thì nhanh chóng tìm kiếm đoạn camera, kiểu gì cũng có hình ảnh ghi lại việc cậu ta lên núi. Di Cang càng ngày càng tin tưởng vào phán đoán của nam chính, nên nếu anh có yêu cầu gì, cô nhất định sẽ phối hợp. Ông già đáng thương khổ sở phủ nhận việc mình dùng bom, là ai đó đã lấy trộm và đổ tội cho ông. Có cháu gái đang làm ở vườn quốc gia, sao lại tự mình gây họa cho cả nhà cơ chứ? Trong khi đó, tại nhà của thanh niên tay sẹo, cậu ta cố gọi điện cho ai đó nhưng đầu dây không bắt máy, lo lắng dở ra một quyển sổ. Trong đây là một loạt tên nạn nhân bị giết và hung khí gây án. Bất ngờ nhất trong danh sách này có Giang Sun, tức chị họ của cậu ta. Nhờ có sự hỗ trợ của bên cảnh sát, đội kiểm lâm đã tìm được video ghi lại cậu trai tay sẹo đi lên núi cầm theo quả bom khoai tây. Vậy là rõ người mươi, ông già không liên quan gì hết. Đội kiểm lâm nhanh chóng cử người tới nhà tay sẹo để tóm gọn hắn. Nhưng vừa tới thì thấy cảnh vườn không nhà trống, không lẽ hắn đã trốn đi rồi sao? Ngay lúc này, tại nhà của Giang Sun, tên sát nhân tay sẹo đang an ủi cô chị họ bằng một hộp sữa chua. Sau khi uống hết hộp sữa ngon lành, cô tóc ngắn hỏi tại sao hắn biết ông nội đi lên núi đặt bom. Tay sẹo nở một nụ cười gian tà, hắn nói thẳng là mình đã nói dối để cô nghi ngờ ông, khiến Giang Sun trừng mắt, cơ thể cô run lên vì đau đớn. Một lần nữa tay sẹo dùng sữa chua để hại chết nạn nhân. Rất may nam nữ chính cùng với đồng đội tới kịp thời. Hyun Jo đuổi theo kẻ sát nhân, nhưng hắn nhanh chóng chạy thoát chỉ để rơi lại hộp sữa rỗng. Tên này tính xuống mồ cũng phải mang theo sữa chua hay gì. Một cuộc đuổi bắt ở trong rừng diễn ra, nam nữ chính dùng hết tốc độ để bắt được đối tượng mà không để ý có một quả bom đang chờ sẵn. Rất may Di Cang nhìn thấy nên đã kéo nam chính lại. Dù không bắt được thủ phạm, nhưng Giang Sun đã được chữa trị kịp thời, ông lão cũng đã được giải oan. Trong cái rủi cũng có cái may. Đến sáng hôm sau, ở một khu vực cấm đã phát hiện một cái xác bê bết máu, nạn nhân chính là thanh niên tay sẹo. Xem ra còn có một kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả. Tay sẹo chỉ là một con cờ thí mạng. Trở lại thực tại 2020, Di Cang ngắm núi Jiri và nhớ tới nam chính. Không biết khi nào mới có thể gặp lại, nhưng cô biết linh hồn anh vẫn luôn dõi theo cô và đội kiểm lâm. Cô nàng tóc xoăn tiếp tục hành trình lên núi khám phá những điều bí ẩn. Lần trước cô nghĩ rằng mình đã gặp ma, nhưng lần này linh hồn của nam chính hiện ra trước mắt cô rõ ràng hơn nhiều. Do quá hoảng sợ, cô tóc xoăn làm rơi bộ đàm xuống đất. Đúng lúc này nữ chính gọi tới khiến Hyun Jo nghe được tiếng của cô. Anh muốn nữ chính biết được sự tồn tại của mình nên đập bộ đàm, nhưng chả si nhê gì vì anh chỉ là một linh hồn, mọi thứ chạm vào đều trong suốt. Cô tóc xoăn khiếp sợ chạy về báo tin cho nữ chính.
Cô nói rằng đã gặp một hồn ma mặc áo kiểm lâm, người đầy máu. Nữ chính nghe xong thì lập tức đưa ra tấm ảnh của Hyun Jo để xác thực. Cô tóc xoăn gật đầu lia lịa nói chính là anh ta. Lúc này tại bệnh viện, y tá gọi cho nữ chính thông báo tình trạng của Hyun Jo có chuyển biến xấu. Cơ thể không ngừng xuất huyết, nhịp tim tưởng ngừng đập. Nữ chính thở dài không biết nên vui hay buồn. Hyun Jo đang hôn mê nhưng linh hồn của anh ta luôn phiêu dạt khắp ngọn núi. Dường như anh đang cố gắng muốn nói chuyện gì quan trọng với cô. Ji Kang nhớ lại trận tuyết tai nạn năm đó. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy đó là nam chính đang được cứu chữa. Toàn thân anh đẫm máu. Hyun Jo sau gặp tai nạn thì linh hồn của anh đã bị mắc kẹt trên núi Jiri. Khi tỉnh dậy không thấy nữ chính đâu nên anh vội đi tìm, đi khắp cả ngọn núi, gặp được những người đồng đội nhưng không ai nhìn thấy anh. Lúc này Hyun Jo mới biết mình chỉ là một hồn ma. Cứ thế nam chính đi lang thang khắp nơi, nếu nhìn thấy người bị nạn thì sẽ để lại tín hiệu để nữ chính và đội kiểm lâm cứu nạn kịp thời. Nữ chính bảo cô tóc xoăn lắp camera trên núi để quay được hình ảnh của Hyun Jo. Trở lại năm 2019, cả đội kiểm lâm tổ chức ăn mừng sau một năm làm việc vất vả. Ai cũng mặt mày rạng rỡ, còn tiệc tùng thâu đêm, nào biết sắp có một thảm họa ập đến. Hyun Jo như mọi lần nhìn thấy viễn cảnh cháy rừng ở khu vực núi Jiri, nhưng anh chưa dám nói với nữ chính. Một phần sợ làm hỏng bầu không khí của mọi người. Anh cũng không chắc đám cháy mình mơ thấy là có thật. Cả hai ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì ngon lành và nói chuyện mà không để ý. Kẻ sát nhân đã xuất hiện, hắn lấy một vỉ sữa chua rồi rời đi. Sáng hôm sau cả đội bàn về phương án cứu nạn nếu có cháy rừng. Ngay sau đó một vụ cháy rừng diện rộng diễn ra. Đội kiểm lâm nhận thông tin có cháy rừng ở núi Bắc Đu thì huy động toàn bộ lực lượng tới cứu viện, kèm thông báo người dân không được lên núi vào thời điểm này. Cả đội lái xe tới khu vực bị cháy. Khu rừng giờ đây chìm trong biển lửa khiến người khác phải thất kinh. Đội cứu nạn nhanh chóng dập lửa, không để đám cháy lan tới quần thể sinh thái phía đông nam. Rất may trực thăng bay tới xả nước diện rộng dập lửa kịp thời. Các kiểm lâm thở phào nhẹ nhõm vì đã dẹp được mối nguy hiểm. Không thể tưởng tượng được nếu đám cháy lan ra khu dân cư, cứ tưởng đã dẹp bỏ được mối nguy hại. Nhưng không, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Tối đến khi cả nhóm đang làm tạm bát mì chống đói, Hyun Jo bê một thùng chứa đồ đạc linh tinh về. Anh ngạc nhiên khi thấy chữ viết trên băng rôn có màu đỏ, thay vì màu xanh trong giấc mơ của anh, sẵn có đội trưởng ở đó. Nam chính hỏi qua thì biết rằng màu xanh đã được sử dụng cho các biểu ngữ năm ngoái. Nhận được tin này, anh vội vã gọi cho nữ chính, tìm hiểu xem còn đống băng rôn nào nữa không, có khả năng một đám cháy nữa sẽ diễn ra. Ji Kang chuẩn bị xuống núi thì gặp bà cô quá chồng, kiểm tra ba lô thì thấy trong đó có một ít băng rôn màu xanh, thì ra bà ta đã lấy ở chỗ trộm rắn trong khu vực rừng sinh thái. Nam chính nhanh chóng lái xe đến đó, vào trong nhà kho thì thấy một ít băng rôn xanh nữa ở đây, cùng với ba đứa trẻ chúng là con của bà cô quá chồng. Bỗng nhiên nghe có tiếng khóa cửa, nam chính chạy ra mở cửa thì đã không kịp, kẻ sát nhân đã bám theo anh và giở trò. Hắn châm lửa đốt ở bên ngoài mục đích là giết chết nam chính. Ji Kang chạy điên cuồng tới khu vực rừng sinh thái. Lửa giờ đây đã lan rộng tới sát khu dân cư. Trực thăng do đêm tối nên không thể tới hỗ trợ. Ngọn lửa cháy rực như muốn thiêu đốt tất cả. Bên ngoài nhà kho lúc này lửa cũng bùng lên rất mạnh. Nam chính cùng ba đứa trẻ đã sắp không thể trụ được. Một trong ba đứa trẻ nói với anh rằng có một cái lỗ để chui ra. Anh liền giúp bọn trẻ ra trước và căn dặn ba đứa cứ thế chạy lên núi. Hình ảnh hỏa hoạn giờ đây y hệt trong giấc mơ của nam chính. Vì hít phải quá nhiều khói nên anh đã ngất đi. Đội kiểm lâm không ngừng huy động lực lượng dập lửa, sơ tán người dân tới vùng an toàn. Bà quá chồng giờ mãi mới biết mình lạc mất con. Bà ta khóc lóc ầm ĩ, cầu xin mọi người hãy tìm chúng. Mất chồng là đủ lắm rồi, không thể mất con nữa. Đội trưởng cùng các anh em kiểm lâm bất chấp hiểm nguy, đi vào mọi ngóc ngách để tìm ba đứa trẻ. Nhóm đi tới trước một hang động có tên Bidam. Chỗ này đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Đội trưởng quyết tâm đi sâu hơn để tìm kiếm, nhưng anh đeo kính đã ra sức ngăn cản. Anh nói không vào sâu thêm được nữa đâu, việc đó quá mạo hiểm. Đang lúc bế tắc thì nhận được tin báo của Hyun Jo. Anh đã bay flycam và phát hiện ra hộp trang bị phòng chống cháy gần chỗ đội trưởng mở ra, trong khi hôm qua rõ ràng còn được đóng kín. Điều đó có nghĩa là nữ chính đã sử dụng để đi cứu nạn. Đội trưởng nhận tin xong thì càng quyết tâm tìm bằng được đám trẻ và Ji Kang. Lửa cháy càng lúc càng hung dữ, nhưng vẫn không thể chiến thắng được sức mạnh tinh thần của những người kiểm lâm. Họ yểm trợ nhau và từng bước tiến tới vị trí được chỉ định. Về phần Ji Kang, cô không ngừng thách thức thần lửa, đi vào sâu trong tìm người gặp nạn, và cô tìm thấy ba đứa trẻ đáng thương, đang khóc nức nở vì hoảng sợ ở trong một hang núi. Lửa cháy quá lớn, nơi này cũng không thể ở lại lâu. Cô nhanh chóng cùng ba đứa trẻ tìm đường thoát khỏi đám cháy. Ngọn lửa lúc này đã tràn ngập khắp nơi. Nữ chính và ba đứa trẻ không thể tiếp tục di chuyển. Cô đành phải lựa chọn phương án cuối cùng, dùng chăn chống lửa trong tủ cabin trùm lên người bọn trẻ và bản thân để tránh khỏi sức nóng. Lòng thầm cầu nguyện đội cứu nạn nhanh chóng xuất hiện. Sau bao khó khăn thì bọn họ cũng đã giải cứu được đám trẻ và nữ chính. Tất cả đều bình an vô sự và chỉ bị thương nhẹ. Sớm hôm sau máy bay trực thăng cũng đã vào việc, nhanh chóng dập tắt được đám cháy.
Trở lại hiện tại 2020, hồn ma của Hyun-jo đã trở thành nỗi khiếp sợ. Đối với những tên trộm vặt ở núi rừng Jiri, chỉ riêng hai ngày mùng 1 và mùng 9 âm lịch là anh không thể di chuyển được. Điều đó đã tạo điều kiện cho những tên trộm cắp lộng hành. Tuy nhiên, dường như tên sát nhân thực sự nắm bắt được quy luật âm dương, luôn ra tay vào những ngày như thế. Cô tóc xoăn vào một sáng đẹp trời lại lên núi để lấy tư liệu tiếp. Cô cũng mong khám phá thêm được gì đó để kể lại với Ji-kang. Nhưng không ngờ đó là ngày cuối cùng cô nhìn thấy mặt trời. Nữ chính cố gắng liên lạc với cô tóc xoăn nhưng vô tín hiệu. Thấy anh mái bằng đi xuống núi, Ji-kang hỏi anh có nhìn thấy tóc xoăn không? Anh ta lắc đầu, cả đội hốt hoảng kêu người đi tìm. Điện thoại của cô tóc xoăn đã mất tín hiệu 18 tiếng. Nữ chính lúc này lòng rối bời. Nếu cô nhóc kia xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hận cả đời. Đội tìm kiếm dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Ji-kang thuyết phục anh mái bằng cử một đội đi kiểm tra khu vực có cây hoa súng, nơi cô và Hyun-jo từng phát tín hiệu cho nhau. Anh mái bằng hồi đầu lưỡng lự nhưng trước ánh mắt cầu xin của nữ chính nên mềm lòng. Nhóm tìm người di chuyển tới khu vực mà nữ chính nói qua. Khi đội kiểm lâm đến con đường đá thì thấy vết máu. Họ lần theo vết máu và tìm thấy chiếc điện thoại đã bị vứt bỏ của nạn nhân. Họ lập tức tìm quanh phạm vi đó nhưng không có kết quả. Đội lại mở rộng khu vực tìm kiếm đến dặm núi đá hiểm trở. Lúc này phía cảnh sát mang bản ghi âm tìm thấy trên điện thoại của cô tóc xoăn. Cô ấy đã gặp một kiểm lâm khác và người đó chính là đội trưởng. Ji-kang thắc mắc tại sao cô em lại ghi âm cuộc trò chuyện này. Lẽ nào cô ấy thấy ông sếp có gì mờ ám sao? Mọi bằng chứng giờ đây đều chống lại đội trưởng. Sau nhiều giờ tìm kiếm, xác của nạn nhân đã được tìm thấy. Cô gái với nụ cười rực rỡ ngày nào giờ chính thức lìa xa cõi đời. Nữ chính đau đớn không ngừng chất vấn. Cô không dám tin người đàn ông chính trực này lại có thể giết người. Còn Hyun-jo nữa liệu có phải là ông ta ra tay? Chưa hết, đôi găng tay của đội trưởng cũng được tìm thấy ở cạnh xác nạn nhân, nên ông phải chịu điều tra của cảnh sát. Cả đội kiểm lâm đau đớn trước sự ra đi của cô gái trẻ, nhất là Ji-kang. Sự đau xót cũng như hối hận hiện rõ lên gương mặt. Nếu cô không bảo cô tóc xoăn lên núi, thì liệu mọi chuyện có khác đi? Tôi đến nữ chính thẫn thờ ngắm nhìn góc làm việc của cô em xấu số. Bỗng người đàn ông ngộ độc sữa chua lần trước hốt hoảng chạy tới, nói rằng đã gặp linh hồn nam chính trên núi. Thì ra lúc trên núi nam chính đã gặp ông ta. Quan trọng nhất là ông ta nhìn thấy anh và có thể nghe được lời anh nói. Hyun-jo vội chuyển lời rằng hãy nói với nữ chính. Những ký hiệu mà cô thấy không phải là anh để lại. Kẻ sát nhân sau khi đẩy ngã cô tóc xoăn xuống núi, hắn đã lục đồ, xem quyển sổ và để lại điện thoại của cô. Dường như hắn muốn để lại dấu hiệu cho đội kiểm lâm tìm thấy xác. Ji-kang thấy người đàn ông kia nhắc tới nam chính, tự nhiên dâng lên cảm giác khó tả. Nữ chính quyết tâm lên núi hy vọng có thể gặp nam chính hỏi rõ sự tình. Nhưng với những khung đường trắc trở đã khiến cô ngã xuống, Ji-kang lê tấm thân tiếp tục bò lên phía trước, trong đầu chỉ có suy nghĩ nhất định phải gặp được Hyun-jo. Trở lại năm 2019, núi Jiri lúc này sắp gặp phải một biến cố lớn. Một tay leo núi trái phép họ Kim, ông ta giờ đây là một người có máu mặt quay lại quê hương. Để thực hiện đề án xây cáp treo, lấy lý do hòa Mỹ nếu có cáp treo, người dân sẽ tiết kiệm thời gian hơn khi leo núi. Chưa kể còn là để bảo vệ môi trường. Điều này khiến đội trưởng cùng với ông bạn cũ, cũng là một cựu kiểm lâm Kỳ Khôi vô cùng bất mãn. Việc xây dựng công trình trên núi sẽ hủy hoại môi trường sinh thái. Người dân thì bàn tán về việc nên lắp cáp treo ở đâu để tiện cho công việc của họ. Một số người thì lo sợ việc đổi mới đào đất quốc mà này liệu có khiến thần linh nổi giận. Bằng chứng là một nhóm người đang tham dự lễ trừ tài nhảy múa hát ca thì bỗng nhiên cây cờ rơi xuống khiến mọi người sợ hãi. Bà của Ji-kang liên tục nhắc nhở cháu gái vào ngày 17 và 18 là sẽ có quỷ tới phương Bắc dặn cô không được đi về phía đó. Lúc này trên ngọn núi có một người phụ nữ mệt nhọc không thể leo núi được nữa. Cô cầu xin sự giúp đỡ từ một cậu trai trẻ, nhưng cậu ta tảng lờ đi vì đang bận ghi hình. Chưa kể họ đang đi vào đường trái phép nên cậu ta không muốn dính líu gì hết. Chàng trai này thực chất là một streamer, đi tới ngôi làng có tên Hyun-ro. Làng này có khoảng 15 hộ dân vào năm 1991, nhưng đột nhiên người dân biến mất không rõ nguyên nhân. Cậu ta ghi hình ngôi làng này nhằm quảng cáo cho kênh YouTube tranh thủ kiếm tí fame. Đột nhiên có tiếng động lạ, dường như có ai đó đang rượt đuổi cậu ta. Đoạn video cũng kết thúc. Trong quá khứ, tay họ Kim kia hiện tại là trưởng ban thúc đẩy xây dựng cáp treo dự án núi Jiri, đã đến ngôi làng Hyun-ro yêu cầu người dân di tán để có thể xây dựng công trình cáp treo cùng với một số tiền bồi thường lớn. Tưởng chừng người dân làng Hyun-ro sẽ đồng ý chấp thuận, thế nhưng với tình yêu núi rừng, xem nơi đây là máu mủ của mình thì họ không dễ dàng gì mà chấp thuận đồng ý. Kể từ đó, nhiều sự việc kỳ lạ như có sự sắp đặt của con người liên tiếp xảy ra ở ngôi làng với mục đích là hù dọa và bắt buộc người dân chuyển đi nơi khác. Sau sự việc nguồn nước giếng của làng bị kẻ lạ mặt phá hủy, người dân làng Hyun-ro buộc phải xuống những con suối để có thể lấy nước sinh hoạt. Nỗi bất an trong lòng người dân đã đạt đến đỉnh điểm. Sau cái chết của vợ trưởng làng Hyun-ro, chẳng bao lâu sau, mọi người cũng chấp nhận rời đi, chỉ còn duy nhất trưởng làng. Nhưng vì quá đau thương oán hận, ông quyết định treo cổ tự sát, gắn linh hồn mình với vùng đất này. Quay lại thời điểm năm 2019 sau khi Ji-kang và nam chính xem được đoạn phim của streamer ưa mạo hiểm kia, thì cả hai đã quyết định đi đến đây để tìm ra sự thật. Trong lúc trốn chạy ma chơi,
họ phát hiện ra người phụ nữ bị gặp nạn ở khu vực làng Hyunro. Ngay sau đó, đội kiểm lâm cũng đến ứng cứu, nhưng mọi người mắc kẹt lại mãi ở một chỗ mà không thể tìm được lối ra. Họ nhận ra rằng, bên cạnh câu chuyện về ma chơi, thì còn có lời đồn về gấu đen ăn thịt người. Giờ đây cả đội rơi vào tình trạng tiến không được, lui cũng không xong khi người phụ nữ kia đang trong tình trạng nguy kịch. Trong lúc khó khăn, đội trưởng đã chỉ cho nhóm cứu hộ một lối đi. Cả đội lại một lần nữa quyết tâm đưa người bị nạn xuống núi. Dù cho bên ngoài là những nguy hiểm chết người đang rình rập, cuối cùng bằng một cách thần kỳ họ đã thoát khỏi ngọn núi và đã cứu sống được người phụ nữ. Vào một hôm, nam chính lên ngôi làng để tìm hiểu thêm thì gặp một người có tên Kim Son. Anh ta là nhân viên ở phòng bảo tồn tài nguyên. Người này khẳng định những sự việc xảy ra ở làng Hyunro trong quá khứ là do ma chơi, chứ không phải là do cáp treo xây dựng hay người dân di rời. Son cũng nói thêm rằng tuổi thơ của anh ta không hề có gấu xuất hiện. Nói chuyện một lúc thì anh ta rời đi. Nam chính lần này nhìn thấy viễn cảnh thác nước chảy cuồn cuộn, e là sắp tới lại có chuyện không lành xảy ra. Trở lại hiện tại 2020, Jika ngất xỉu ở trên rừng vì bị ngã và vận động quá mức. Đúng lúc này Kim Son đi qua, anh vội mang cô trở về văn phòng. Trên đường đi, nữ chính trầm ngâm một lúc lâu. Cô cảm thấy thất vọng khi không gặp được Hyun Jo. Cô quyết định tới gặp đội trưởng đang bị tạm giam. Di Kang chất vấn ông về túi nơ vàng dính máu mà cô tìm thấy trong phòng. Chưa kể ông cũng có mặt vào ngày cô tóc xoăn chết. Đội trưởng nhìn nữ chính một hồi. Ông nói rằng những điều cô muốn biết có thể tìm anh đeo kính hỏi. Ông đã kể hết cho anh ta nghe rồi. Ngoài ra đội trưởng không tiết lộ gì thêm. Di Kang nghe được câu trả lời thì càng bối rối hơn. Cô không tin là đội trưởng là kẻ giết người. Nhưng với thái độ lấp lửng, cùng với những bằng chứng cô tìm thấy được, khiến cô không thể không nghi ngờ. Lúc này bệnh viện gọi tới thông báo, tình trạng của Hyun Jo hiện tại đang chuyển biến rất xấu, có khả năng sẽ bị chết não. Nữ chính nghe xong thì càng quyết tâm phải tìm ra hung thủ thực sự. Cô cho rằng hồn của Hyun Jo vẫn ở núi Jiri là vì anh muốn bắt được thủ phạm. Nếu cô nhanh chóng tìm ra hắn, có thể linh hồn của nam chính sẽ trở lại với thân xác và hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ đến, anh sẽ khỏe mạnh trở lại. Cô nhanh chóng trở lại chỗ làm tìm anh mái bằng nói chuyện. Nếu có thêm người điều tra giúp sức, việc bắt được kẻ sát nhân sẽ nhanh hơn. Nhưng xui cho nữ chính, anh mái bằng vốn không ưa mấy chuyện đi tìm sự thật. Anh cũng là một trong những người phản đối cô trở lại làm kiểm lâm. Anh đeo kính nhận sự ủy thác của đội trưởng giải thích toàn bộ nghi vấn của Di Kang. Hóa ra đội trưởng đã luôn đi kiểm tra hung khí gây án như hộp sữa chua. Hôm gặp cô tóc xoăn là đang đi điều tra chứ không phải làm gì khuất tất. Nữ chính nghe anh đeo kính phân trần xong thì thở phào. Đội trưởng quả thật không liên quan gì tới những vụ án mạng. Nếu mọi người đã thẳng thắn với nhau, cô cũng không giấu chuyện tai nạn trên tuyết năm đó nữa. Cô nói họ lên núi để truy bắt kẻ sát nhân. Hyun Jo đã biết hung thủ thực sự là ai. Chúng ta quay lại năm 2019. Lúc này Ji Gang đang tìm kiếm nam chính trên núi tuyết. Cô phát hiện một cây gậy đi bộ đường dài ở rìa một vách đá. Cô vội chạy xuống xem có phải là gậy của Hyun Jo không thì bị ngã xuống. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một hang động với nam chính. Anh để cô nằm ở đây và một mình đi tìm trạm thu sóng di động để gọi người ứng cứu. Vì bộ đàm không hoạt động dưới trời tuyết dày, Hyun Jo đã gọi điện đến nhà ga để nhờ giúp đỡ. Đội trưởng là người nhận cuộc gọi đó, ông lập tức cử đội cứu hộ đến. Tới nơi thì thấy nam chính bất tỉnh, người bê bết máu. Ji Kang cũng bị thương rất nặng nên nhanh chóng được khiêng lên cán để trở tới bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên nữ chính làm là báo án với cảnh sát. Ngoài cô và nam chính còn có một người khác. Cô khẳng định người đó đã cố tình dẫn cô đến vách đá và sát hại Hyun Jo. Cảnh sát từ chối điều tra vì thiếu bằng chứng. Trở lại hiện tại, Ji Kang đưa ra kế hoạch cùng với hai đồng đội đi tới thung lũng Hyunro. Đó là nơi cô và nam chính gặp nạn. Họ sẽ đi đến đó để tìm manh mối về vụ án. 4 tiếng trước đó, Ji Kang đã gặp anh đeo kính như lời đội trưởng. Cô nói với anh rằng cô nghi ngờ anh mái bằng đứng sau vụ giết người vì thủ phạm mặc bộ đồ kiểm lâm. Và anh ta cũng ở trên núi khi cô tóc xoăn chết. Cô muốn anh đeo kính phối hợp với cô để có thể thăm dò anh mái bằng, xem anh ta thực sự có phải là hung thủ. Ba người lên núi đi tìm chứng cứ. Trong lúc nghỉ ngơi, Di Kang chất vấn anh mái bằng. Cô hỏi tại sao anh lại ở trên núi khi nữ đồng nghiệp tóc xoăn mất tích. Anh ta ấp úng không muốn trả lời. Anh mái bằng hỏi Di Kang rằng nam chính có nói gì với cô không. Nữ chính nói dối rằng cô không gặp Hyun Jo kể từ hè năm ngoái. Quay trở lại dòng thời gian năm 2019, tất cả các nhân viên kiểm lâm, mọi người cùng tham gia hội thảo phòng chống thiên tai mùa hè. Đội trưởng tóm tắt cho họ về những trận mưa xối xả cục bộ xảy ra khi mây không thể vượt qua đỉnh núi cao. Hiện tượng này rất nguy hiểm, cần cảnh báo người dân hết sức cẩn thận. Hyun Jo biết được từ anh mái bằng rằng cha mẹ của nữ chính đã bị cuốn trôi trong trận lũ lụt ở thung lũng Dogon năm 1995. Anh ta cũng tiết lộ rằng những người khác ở nhà ga đã để lại lời nhắn cho những người thân yêu của họ trong một cuốn nhật ký. Trên một con dốc gần đó, cô gái bán vé số tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Một người đàn ông bí ẩn không rõ danh tính đứng giữa những bãi đá. Trên núi các nghi thức hàng năm cho những nạn nhân xấu số ở thung lũng Dogon đã quay trở lại. Trong khi Hyun Jo giúp người dân chuẩn bị, anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh của đội kiểm lâm làng Haedong năm 1995. Trong số đó có người đàn ông bắt rắn đã chết. Hai trong số những người đàn ông khác
là nạn nhân của vụ giết người rơi từ vách đá. Hyun Jo đi tìm nhật ký mà các nạn nhân lũ lụt ở Gamujin để lại. Nhật ký được viết bởi kiểm lâm có tên là Kim Nam Sik. Trong quyển nhật ký ghi lại tin nhắn của tất cả những người gặp nạn năm đó ở nhà ga cùng với Kim Nam Sik. Khi xảy ra trận lũ kinh hoàng, một nửa trong số chọn cách liều mình xuống núi, nửa còn lại thì ở lại đợi đội kiểm lâm tới cứu hộ. Đến khi tối muộn, trạm ngập nước mà vẫn chưa có dấu hiệu của đội cứu hộ, Nam Sik giải thích với những người bị bỏ lại rằng anh sẽ đặt nhật ký vào két để mọi người tìm thấy. Ông già yêu cầu viết một tin nhắn cho gia đình. Nam Sik cho cha của Ji Kang cơ hội để làm điều tương tự nhưng ông từ chối. Ở hiện tại 2019, Hyun Jo lật đến mặt sau của nhật ký để tìm tin nhắn của Nam Sik, gửi cho con trai có tên là Hyun Su. Nam chính sử dụng các mối quan hệ trong quân đội để kiểm tra tên của cha của người đàn em và được xác nhận là Kim Nam Sik. Anh nhận ra rằng tất cả các nạn nhân của vụ giết người đều có liên quan đến trận lụt năm 1995. Vào năm 2019, anh đeo kính gọi điện cho các kiểm lâm viên được tập hợp từ mái ấm Bijam. Do đoàn leo núi anh dẫn dắt đang gặp nguy hiểm, một cơn mưa to bất ngờ khiến nước dâng cao và chảy mạnh. Tất cả mọi người lại lên đường đi cứu nạn. Trong lúc đi tìm người còn mắc kẹt trên núi, Hyun Jo đã nói với nữ chính những gì anh đã tìm hiểu được về mối liên hệ với nhau giữa các vụ giết người và trận lụt năm 1995. Nữ chính chặn đường lập luận của Hyun Jo, nhấn mạnh rằng các thảm họa trên núi luôn xảy ra bất ngờ và bất kỳ ai cũng có thể bị cuốn vào chúng. Ở một diễn biến khác, cô gái đã tìm thấy tờ vé số bị mất tích, đang ăn mừng chiến thắng thì bất ngờ một người đàn ông xuất hiện làm cô sợ hãi. Bên này hai ông già đang đi khập khiễng không ngừng tranh cãi về chuyện lắp đặt cáp treo. Ông cựu kiểm lâm nghi ngờ ông Kim có phải là người đầu độc dân làng Hyun Jo. Vào năm đó, ông Kim thề thốt là mình không làm gì hết. Nói xong thì ông ta gục xuống đau đớn, trên bụng phát hiện vết máu. Ji Gang dẫn nam chính đến một máy đọc điện báo khẩn cấp, giúp khuếch đại sóng di động. Nhờ có vậy mà đội cứu nạn đã tìm thấy hai ông già kịp thời và mang ông Kim đi chữa trị. Trước đó, khi nam chính đưa ông Kim lên lưng, anh nhận ra đôi găng tay đen của người đàn ông bí ẩn, giống đôi găng tay trong mơ mà anh đã nhìn thấy. Có phần nghi ngờ nên ngay sau khi xuống núi, anh nhanh chóng đưa người đến hỗ trợ, còn Ji Kang ở lại với người đàn ông đó. Ông ta bị thương ở chân rất khó đi lại, nên cô đưa ông ta đến một hang động gần đó. Nhóm của anh Mái Bằng đang đi đến chỗ của Hyun Jo thì nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái. Xung quanh là dòng nước chảy mạnh vì thiếu thiết bị để giải cứu. Anh Mái Bằng vội gọi điện cho đội trưởng để được giúp đỡ. Mọi người đều tản đi cứu nạn không còn ai trợ giúp. Đội trưởng tính đích thân đi giải cứu, nhưng Giang Sun ngăn ông lại và xin được đi làm nhiệm vụ lần này. Cô có lòng tin vào bản thân rất nhiều, do được anh Mái Bằng đào tạo thêm về kỹ năng. Tại hang động, Ji Kang nói với người đàn ông rằng họ phải ở lại để tránh khỏi một trận lở đất. Người đàn ông hoảng sợ cho biết các nhân viên kiểm lâm cũng đã làm như thế vào năm 1995, nhưng kết cục có rất nhiều người đã bị cuốn trôi. Người đàn ông này biết bố mẹ nữ chính ngay vào trận lũ năm đó. Ông ta bỗng nhiên trở nên hoang tưởng và mất kiểm soát. Trong khi Ji Kang cố gắng trấn tĩnh ông ta thì bị đẩy ngã. Trong đoạn hồi tưởng, bà của Ji Kang mắng nhiếc con trai và con dâu. Thế quái nào cha nữ chính trở thành người bảo lãnh cho khoản nợ của ai đó. Và giờ đây cả ngôi nhà bị tịch thu. Chưa hết, bên bảo hiểm cũng không bồi thường cho gia đình nhà Ji Kang vì cho rằng bố mẹ cô chết là do tự tử. Nữ chính lúc này cũng được người đàn ông đó đưa trở lại hang động an toàn. Ông ta nói với cô rằng ông lên núi để kết liễu cuộc đời. Nhưng sau khi tới chùa, ông đã suy nghĩ lại, nhận ra bản thân muốn sống hơn bao giờ hết. Ông ta hồi tưởng lại lúc gặp bố mẹ Ji Kang. Lúc đó họ là những sinh viên trẻ. Trong một buổi dã ngoại, bố nữ chính lên ngôi chùa đá để cầu nguyện mình trở thành một người cha tốt. Bất chấp tình hình tài chính của mình, cha của Ji Kang vẫn tin rằng gia đình sẽ vượt qua. Trở lại hiện tại, lúc này nam chính đã tìm thấy cô. Ji Kang nói với nam chính rằng cô đã rất giận bố mình và nghĩ rằng cô phải sống ở núi chỉ vì khoản nợ của gia đình. Đó là lý do cô ghét núi rừng. Giang Sun hăm hở đi cứu nạn cô gái vé số thành công. Cô vui vẻ báo cho mọi người. Nhưng trong lúc cô giúp nạn nhân bước vào dây cứu hộ, cô gái trượt chân và suýt rơi xuống dòng nước lũ. Giang Sun nhanh trí túm lấy tay cô ta, nhưng do bị mất cân bằng nên đã rơi xuống thác lũ, cứ thế bị cuốn trôi đi. Cô gái sợ hãi thét lên, nghe thấy tiếng hét đội kiểm lâm lập tức cử người tới. Anh Mái Bằng chạy điên cuồng tới thác lũ để cứu bạn gái nhưng không kịp nữa rồi. Anh gào thét trong đau đớn, liều mình xuống dòng nước lũ tìm kiếm. Cũng may các đồng đội đến kịp thời kéo anh lên. Đau thương tiếp nối đau thương, một tai nạn khác lại ập tới. Chiếc xe buýt chở người dân cứu nạn, trong đó có bà nội của Ji Kang đi qua một chiếc cầu, nhưng do nước lũ dâng lên quá mạnh khiến cây cầu bị cuốn theo cùng. Nữ chính nhận được tin lòng đau như cắt, người thân duy nhất của cô trên đời này cũng ra đi. Quãng đời về sau cô phải sống tiếp thế nào đây? Không khí đau thương bao trùm làng Hê Đông, để những người ở lại một nỗi nhớ thương khôn xiết. Cùng những nghi vấn về hướng đi của chuyến xe buýt, cây cầu đã bị dòng lũ cuốn đi. Tên sát nhân giấu mặt cứ thoát ẩn thoát hiện, liên tiếp thay đổi thủ đoạn để ra tay mà không ai hay biết. Chính hắn là người đạp đổ biển báo đường vòng, hướng thẳng xe buýt lên cây cầu yếu ớt. Mối quan hệ của Hyun Jo với nữ chính bị rạn nứt, do anh là người bảo bà nội cô đi lên chiếc xe buýt đó.
Đến lúc ra đi, hai bà cháu cũng chưa thể nói được một câu chào tạm biệt. Những uất ức, đau thương cứ dồn nén ở tận đáy lòng. Điều này đã khiến Di Kang lại càng oán giận Nam Chính hơn. Bằng trực giác của mình, Hyun Jo tin rằng những cái chết đó không đơn giản là một vụ tai nạn hy hữu, mà đã có kẻ mượn tay thảm họa thiên nhiên để giết người. Anh đã lục lại hồ sơ, xem những người dân đã từng sinh sống ở làng Hyunro, còn những người chuyển đi nơi khác đều bị sát hại một cách thương tâm. Bên cạnh đó, ông Kim, người quản lý dự án cáp treo của làng Hyunro, cũng là đối tượng mà tên sát nhân này nhắm đến. Trở lại năm 2020 hiện tại, anh đeo kính nhắc lại câu hỏi trước đó của Di Kang, hỏi mái bằng tại sao anh ta lại đi lên núi. Người đàn ông thở dài nói rằng anh lên núi để thăm mộ Giang Sun, cô gái mà chắc cả đời này anh không thể quên được. Lúc này lại nhận được tin phải đi cứu nạn cho một hành khách leo núi bị đột quỵ, nên hai người đàn ông để nữ chính ở lại tại một nơi khác trên núi. Linh hồn của Hyun Jo nhìn thấy viễn cảnh thủ phạm đứng gần một con rắn, trong khi đó nữ chính cầm súng kích điện nhìn ráo rác xung quanh. Cô cảm giác có ai đó đang tới gần mình, và lần đầu tiên Di Kang có cơ hội chạm mặt với linh hồn của Hyun Jo. Nỗi nhớ thương, những điều muốn nói dường như đang nghẹn ở phía nữ chính không thể nào giải bày. Quay trở lại năm 2019, nam chính đang ở làng Hyunro và thấy một bóng hình chạy qua. Anh đuổi theo và túm được người đàn ông kia, đó chính là Kim Son. Hyun Jo hỏi về vụ giết người, nhưng Son thì tỏ vẻ không biết gì. Anh ta rút điện thoại ra, hiển thị một tin nhắn hẹn gặp. Người gửi là Gung Sun, anh cảnh sát tốt bụng hay trợ giúp đội kiểm lâm. Không biết lý do gì mà anh ta muốn gặp Son, nhưng có một vấn đề là Gung Sun là người làng Hyunro. Nam chính đi theo Son về nhà. Anh xem một bức ảnh của những đứa trẻ trong làng bao gồm Kim Son, Hyun Su, Giang Sum, thanh niên tay sẹo và Gung Sun. Anh ta nói rằng lúc ấy còn quá trẻ để nhớ những gì đã xảy ra vào năm 1991, chỉ nhớ là bố của thanh niên tay sẹo cũng thiệt mạng vào năm đó. Sau khi ngôi làng bị phá hủy, chỉ có Gung Sun cùng với thanh niên tay sẹo sống với nhau, những người còn lại đều đã rời đi. Sau chuỗi những sự kiện, từng nhân vật lại với nhau, Hyun Jo cũng dần mường tượng ra được chân dung của tên hung thủ thực sự. Có vẻ như hung thủ chính là Gung Sun. Anh ta không chỉ là người làng Hyunro, có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Và quan trọng, anh ta nắm rõ được bản đồ núi rừng Jiri. Và cái chết tiếp theo đã tiếp tục diễn ra. Người đàn ông đã từng nhìn thấy Hyun Jo rõ ràng, ông ta cũng là người từng sinh sống ở làng Hyunro đã bị giết hại dã man. Những cái chết bất ngờ cứ xuất hiện ngoài tầm kiểm soát của hồn ma nam Hyun Jo, khiến anh cảm thấy bất lực. Cho dù mọi nghi vấn đang rơi vào anh cảnh sát Gung Sun, nhưng nam chính vẫn thấy có gì không đúng lắm. Những người nhìn thấy anh đều phải bỏ mạng, lo lắng cho sự an nguy của nữ chính. Hyun Jo dùng chút năng lực tâm linh của mình để khuyên nữ chính rời xa nơi đây. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng ở cuối con đường mà không tìm thấy một chút ánh sáng của sự hy vọng, gia đình của Hyun Jo đã đi đến Jiri, quyết định rút ống thở của anh, coi như đó là một sự giải thoát. Nhưng trước đó, cả gia đình nam chính cùng nhau lên đỉnh núi Jiri, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Núi Jiri thực sự rất đẹp nhưng mang lại quá nhiều tang thương. Cô em gái của Hyun Jo tới tìm và giải bày tâm sự của anh trai với nữ chính. Cô nói rằng anh trai đã kể về nữ chính rất nhiều. Nữ chính nghe lời bộc bạch của cô em thì càng cảm thấy vô cùng xót xa. Cô nhất định phải tìm thấy hung thủ thực sự, đòi lại công bằng cho Hyun Jo. Cùng lúc đó, hai đồng đội già gân của nữ chính đang truy hỏi người đàn ông từng sống ở làng Hyunro. Dù có này nỉ tới cỡ nào, ông ta cũng không hé răng về sự kiện năm 1991. Trở lại văn phòng, Di Kang kể cho anh đồng nghiệp nghe về hồn ma của nam chính. Biết rằng họ sẽ không tin ngay, nên cô đã bật đoạn phim ghi lại hình ảnh của Hyun Jo. Hai anh kiểm lâm há hốc mồm. Đúng là trên đời cái quỷ gì cũng xảy ra được. Di Kang nói rằng nam chính luôn để ký hiệu lại để giúp đội kiểm lâm cứu nạn kịp thời. Trở lại vào năm 2019, Hyun Jo hủy cuộc hẹn gặp với nữ chính sau khi nghe thông tin về một trận bão tuyết. Anh âm thầm lên núi một mình mà không nói cho ai. Về phần Di Kang, cô hỏi được tin tức từ đồng nghiệp khi biết được nam chính đang điều tra về thung lũng Hyunro. Nhận thấy điểm chẳng lành, Di Kang lập tức lên núi đi tìm nam chính. Kết quả lại gặp phải tai nạn, ngã xuống vách đá bị thương bề mình. Hyun Jo trong lúc gọi đội cứu viện để giúp cô thì bị tên sát nhân đánh lén. Hắn dùng đá đập liên tục vào đầu cho đến khi anh thiếp đi. Trở lại thực tại, Di Kang cùng với hai anh kiểm lâm già gân tìm các hồ sơ liên quan tới những người dân làng Hyunro đã chết vào năm 1991. Có 5 người vẫn còn sống, đó là ông nội của Giang Sun, người phụ nữ tên Jin Ok, người đàn ông buôn thảo dược Jin Jong, anh cảnh sát Gung Sun và cậu thanh niên trẻ Kim Son. Bộ ba chia nhau ra đi tìm 5 người trong danh sách trên. Anh mái bằng có cơ hội đi thăm mẹ Giang Sun, nhưng bà không biết gì về vụ việc năm 1991 cả. Ông nội Giang thì đầu óc không còn đủ minh mẫn để nhớ lại chuyện cũ, nên không khai thác được thông tin gì mới. Di Kang tới nhà người phụ nữ có tên Jin Ok, thì biết được bà ta đã qua đời do bệnh ung thư. Cô đi tìm Gung Sun thì nhân viên ở đó nói rằng anh ta xin nghỉ phép. Anh đeo kính thì tìm gặp Kim Son, nhưng cậu ta cũng nói mình không biết gì nhiều. Bộ ba tụ họp lại ở văn phòng. Di Kang đọc được hồ sơ mà anh đeo kính lấy về. Vào năm 1991, khi dự án xây dựng cáp treo bắt đầu hình thành, hồi đầu người dân ở làng Hyunro không đồng ý chuyện này, vì nếu xây cáp treo họ sẽ phải rời làng. Nhưng sau bị thuyết phục bởi những lợi ích kinh tế khác, dần dần đa số mọi người đều đồng ý.
còn là một bản thỏa thuận có đầy đủ chữ ký. Người phản đối mạnh mẽ nhất chính là bố của Kim Son. Ông ta là trưởng làng, từ lúc sinh ra cho đến khi lấy vợ sinh con, mọi thứ đều gắn liền với núi Jiri này. Còn một người nữa là bố của thanh niên tay sẹo, cũng không ký vào bản thỏa thuận. Cả hai người đàn ông này đều làm nghề nuôi ong, ngành nghề nhận được hỗ trợ của nhà nước thời điểm bấy giờ. Nhưng sau cùng cả hai đều bỏ mạng, người gặp tai nạn, người thì tự tử. Di Cang tới đồn cảnh sát và lừa cậu cảnh sát cấp dưới. Cô nói có một vụ tai nạn ở bên ngoài. Ngay khi anh ta rời đi để kiểm tra, cô khóa cửa và tìm kiếm hồ sơ vụ án năm 1991. Nữ chính lấy được hồ sơ rồi nhanh chóng rời đi. Trong khi đó, Gung Sun đợi ở thung lũng Hyunro sau khi gửi cho Kim Son một tin nhắn khác để hẹn gặp lúc 3 giờ chiều. Hắn ta xuất hiện và giết chết anh cảnh sát. Máu nhỏ giọt trên màn hình chiếc điện thoại bị rơi của Son. Linh hồn của Hyunro nhận ra rằng đó là viễn cảnh mà anh nhìn thấy từ năm 2019. Tối hôm đó, nữ chính tới nhà Kim Son. Cô nói với anh ta chuyện xây cáp treo vào năm 1991. Vào thời điểm đó, gia đình của Kim Son và nhà của thanh niên tay sẹo kiên quyết không rời đi. Những người dân còn lại sợ lợi ích bị mất đi nên tìm mẹ Kim Son, bảo bà hãy thuyết phục chồng. Nhưng bà không để ý tới họ. Đám đàn ông tức giận động tay động chân, vô tình khiến người phụ nữ ngã đập đầu vào vách đá. Cả đám sợ hãi phi tang sát tạo hiện trường giả như là một tai nạn. Kim Son là con trai của trưởng làng, anh ta vì cái chết của bố mẹ nên đã lập kế hoạch báo thù, còn rủ thêm đồng minh là thanh niên tay sẹo. Cả hai cùng nhau sát hại những người liên quan tới vụ việc năm đó. Những người đồng ý ký vào thỏa thuận cho phép làng Hyunro được lắp cáp treo tất cả đều đã chết. Di Cang nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, là cậu làm phải không? Sau khi sâu chuỗi lại một loạt sự kiện, cùng với chứng cứ mà cô và cả đội thu thập được, hung thủ chính là Kim Son. Thế nhưng Di Cang lại không thể làm gì được hắn. Hắn bình chân như vậy, tỏ ra không hề sợ sệt hay liên quan đến những vụ án đó. Nhưng trước khi ra về, nữ chính đã kịp thời nhét định vị vào ba lô của hắn và giao nhiệm vụ cho hai anh đồng nghiệp theo dõi để tìm kiếm bằng chứng phạm tội lúc hắn đi tiêu hủy hung khí. Vốn Jiri đã là địa bàn của Kim Son, việc truy tìm hắn lại càng khó khăn hơn trong hoàn cảnh sương mù dày đặc. Anh đeo kính cùng anh mái bằng nhận nhiệm vụ truy lùng để tìm bằng chứng, nhưng không tìm thấy một dấu vết nào. Hắn cũng đã thiêu hủy các bằng chứng liên quan tới bản thân, để nếu cảnh sát có điều tra thì hắn vẫn bình yên vô sự. Lúc này đội trưởng đã được giải oan, ra khỏi trại giam anh lập tức điện thoại cho tất cả các kiểm lâm. Phía tây bắc hoặc phía nam của rừng Jeju nhiều khả năng là nơi ẩn náu mà Kim Son đã giữ bằng chứng phạm tội. Lúc này linh hồn của nam chính đã tìm thấy nơi trú ẩn của Kim Son, nhìn thấy những hung khí giết người của hắn ta. Tại đây tên sát nhân không ngần ngại nói thẳng với nam chính rằng hắn đang thay trời hành đạo, trừng phạt những người xấu, đến ngọn núi cũng đứng về phía hắn, nên sẽ không có chuyện Kim Son cảm thấy có lỗi. Hắn ta còn cười nhạo Hyunro chỉ là một hồn ma, không thể làm được gì. Hắn đốt hết toàn bộ bằng chứng gây án, nam chính chỉ có thể trơ mắt nhìn đống hung khí sắp trở thành tro tàn. Tuy nhiên Hyunro để ý thấy một cuốn sổ có dán hình con bướm và nhớ lại hình dán con bướm tương tự trên nắp lưng điện thoại anh nhặt được. Trong bệnh viện, một bác sĩ điền vào các mẫu đơn cần thiết để gửi gia đình nam chính. Các bác sĩ cùng gia đình tiến hành các thủ tục rút ống thở. Ở trên núi, ngay khi anh mái bằng cùng anh đeo kính tới được hang động chỗ Kim Son cất giấu chứng cứ thì nhận ra mọi thứ đã bị tiêu hủy. Di Cang không từ bỏ, cô bắt đầu tìm kiếm gần nơi ẩn náu, biết đâu có thể tìm thấy thứ gì đó. Nữ chính thấy Hyunro đội mũ trùm đầu đang lướt qua. Di Cang nói với đội trưởng rằng đó là nơi cô và nam chính làm nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau, nhưng từ đây đến đó sẽ mất 2 tiếng leo bộ. Đội trưởng ân cần với nữ chính và bảo chúng ta sẽ đi đến đó. Trực thăng đã đưa họ lên đến chỗ thuận lợi còn cách chỗ đó không xa. Cả hai đến nơi và nhìn thấy những cành cây và những viên đá tự di chuyển để tạo dấu ấn. Chỉ Di Cang có thể thấy rằng cành cây được điều khiển bởi nam chính. Cô nhìn kỹ lại các dấu hiệu và nhận ra nam chính ám chỉ sở cảnh sát Hae Dong. Ở đó hẳn là sẽ có các tài liệu liên quan. Chiếc điện thoại mà nam chính nhặt được năm đó vẫn được cất giữ ở văn phòng. Phát hiện được manh mối, đội trưởng lập tức cử anh mái bằng tới chỗ sở cảnh sát, bất chấp luật lệ. Hai anh kiểm lâm cứ thế xông vào lục tung phòng lưu trữ hồ sơ. Anh mái bằng nhặt được điện thoại có hình con bướm, đưa cho công an mạng điều tra. Chỉ một lúc sau, toàn bộ hoạt động giết người của Kim Son đã được thu thập. Những tin nhắn của hắn với thanh niên tay sẹo giờ đã đủ bằng chứng để kết tội. Nhưng khi cảnh sát tới thì không thấy người đâu. Về phần nữ chính, cô đến bệnh viện để gặp Hyunro, nhưng thấy phòng bệnh trống không, nghĩ rằng người nhà đã mang anh đi làm, cô bật khóc. Định quay trở về thì Di Cang bị kẻ sát nhân tấn công. Khi cô tỉnh lại thì nhận ra Kim Son đang lái xe. Anh ta nói sẽ giết cô trên núi giống như những người khác, giống như bà của cô. Di Cang hỏi hắn có phải là người gây ra tai nạn xe buýt đó không. Hắn tỉnh bơ thừa nhận còn điên cuồng nói đến ngọn núi cũng muốn giết người ở đây. Đó là lý do tại sao có nhiều thiên tai. Nữ chính nhìn người trước mặt với ánh mắt ghê sợ. Hắn ta biện hộ cho tội ác của mình bằng cách đổ hết cho núi Jiri. Kim Son mang theo một cây búa, hắn sẽ thủ tiêu nữ chính luôn và ngay. Đúng lúc đang chuẩn bị tiễn Di Cang về với đất mẹ thì những tảng đá phía trên rơi xuống như vũ bão và tên sát nhân đã bị những tảng đá giết chết. May mắn thay, Di Cang vẫn an toàn. Đúng là gieo gió thì gặt bão.
ngọn núi ngay từ hồi đầu không hề có lỗi, cũng không có chuyện quỷ ám. Tất cả là bắt nguồn từ sự thù hận của con người mà thôi. Một năm sau, ngọn núi được trả lại sự bình yên đúng nghĩa, không còn những vụ giết người thảm khốc không rõ nguyên nhân. Người dân leo núi yên bình tận hưởng cảnh đẹp nơi núi rừng. Di Cang đã đi lại được bình thường, không cần sử dụng tới xe lăn nữa. Cô giờ đây lại trở lại thành nữ ma đầu của đội kiểm lâm. Còn về phần nam chính thì sao nhỉ? Ơn giời anh vẫn còn sống. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói. Trải qua bao gian nan khó khăn, nam nữ chính đã trở lại với nhau. Những tình cảm ấp ủ chưa dám thổ lộ giờ có thể thực hiện được rồi. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.